Xin chào các bạn đang theo dõi truyện hướng dẫn chân dắt thiên địch do Đa Mỹ Tuần truyện thực hiện, chương 10. Đổi phi thuyền từ tàu hàng sang phi thuyền có cửa sổ, Thư Thư rất là vui. Kết quả, phi thuyền mới đột nhiên chao đảo, bị công kích. Trong nháy mắt phi thuyền lay động, Thư Thư chỉ hận không có cái hang để cho mình chui xuống, mặt mũi trắng bệch. May mà chỉ rung lắc một lát, sau đó có người báo cho cậu biết có một phi thuyền còn tốt hơn đã bị hạ, chờ bên kia dọn dẹp sạch sẽ sẽ cho cậu qua bên đó chơi. Hóa ra chấn động vừa nãy là đánh nhau thiệt. Ada tự hồ còn đi cướp thuyền của người khác, là một con chuột tinh nhát gan. Thư Thư không kìm nổi sợ hãi, tay chân rung lẩy bẩy. Không, cậu không thể như thế được. Thân là thú nhân, á thú nhân John đây còn không sợ sệt, cậu làm sao mà phải sợ sệt được. Thư Thư chống đỡ, nhưng không lâu sau, cậu được dẫn tới một phi thuyền lớn hơn. Phi thuyền vận chuyển hàng hóa kia, kho hàng cực lớn, trích trữ nhiều đồ ăn thì chẳng còn gì. Phi thuyền của Kham thì trống rỗng, không có đồ đạc gì hết. Nhưng phi thuyền mới này là có thật nhiều thứ mới lạ à nha. Thư Thư đảo mắt một vòng, sắp sợ ngay người. Ở đây nhiều đồ thật đấy. Không tính là nhiều đâu, sau này ta sẽ dẫn em đi chỗ nhiều đồ đẹp hơn nữa. Ada nói, cha mẹ hắn có một phi thuyền tư nhân, đồ chơi trên đó mới gọi là nhiều. Còn có đoàn văn nghệ chuyên biểu diễn hàng ngày, sau này nhất định phải đưa Thư Thư đi chơi. Phi thuyền tốt như vậy mà nói không đáng gì cả, Thư Thư đột nhiên có chút căm hận đám nhà giàu. Tôi đã nói được khá khá rồi, phần lớn là đều nói nghe hiểu, chúng ta đi xem phim đi. Thư Thư chỉ cái phòng chiếu phát ra âm thanh, có rất nhiều thứ cậu không chơi, nhưng xem phim thì không thành vấn đề. Trước kia cậu từng xem tivi ở trái đất rất nhiều rồi, chỉ là chất liệu màn hình khác nhau thôi. Ở đây xem những sản phẩm giáo dục cho trẻ nhỏ cũng không dùng tới kỹ xảo nhiều lắm. Như phim cho người lớn chiếu trên thì khác, phòng chiếu phim sử dụng công nghệ 3D, 4D theo tuyến, người xem có thể trực tiếp hòa mình vào cảnh tượng trong phim. Tới đó, bọn họ có thể lựa chọn bàn quan tại chỗ mà nhìn mọi việc xung quanh hay làm theo động tác của diễn viên để nghiệm tất cả cảm xúc trong đó. Trường hợp đầu phù hợp với thể loại điện ảnh, cái sau thì mạo hiểm chiến đấu, nếu sức khỏe không đảm bảo không thể áp dụng cái sau. Lên núi xuống biển cùng chiến đấu với các loại quái vật cùng giai chính không phải ai cũng có thể chịu được. Thế mà tất cả các cục phim trên phi thuyền này đều là cái thể loại thứ hai. Ada thử hết cái này tới cái khác, tất cả đều vô cùng mạo hiểm, lập tức cao mài. Tiểu á thú nhân không bạo dạn lắm, hồi nãy phi thuyền chấn động một xíu mà đã sợ đến như vậy. Nếu cho cậu trải nghiệm cái cảm giác rơi tự do, không phải là giày vò cậu ấy sao? Căn bản không phải phim á thú nhân có thể xem. Đang quy kết như vậy, Ada tìm thấy mấy bộ phim tình cảm. Ada từng xem và kết luận cực kỳ không thích cái thể loại này, nhưng tiểu á thú nhân của hắn hẳn sẽ là thích. Ada suy nghĩ một lát, quyết định chọn phim Tựa bên nhau trong làn gió xuân. Bỏ chip vào máy xem, Ada ngồi xuống chỗ của mình cùng Thư Thư chuẩn bị coi phim. Chúng ta không cần đeo kính, không cần đội mũ bảo hiểm sao? Thư Thư tò mò hỏi. Đây là phòng xem phim gia đình nên không dùng tới, nhưng ở rạp chiếu phim lớn thì phải đeo. Ada đáp, đúng lúc này phim đã bắt đầu phát hình. Công nghệ điện ảnh hiện tại cho phép không cần diễn viên vẫn có thể dựng thành phim. Thông qua phong cảnh sẽ rất được chú trọng. Bây giờ các tác phẩm lớn đều lấy quang cảnh ngoài đời, còn có khi phải tốn không ít tiền để tổng hợp tài nguyên phong cảnh. Phong cảnh trong phim này vô cùng đẹp đẽ, đập vào mắt là một hồ nước, bên trên nở đầy hoa tươi, cánh hoa theo gió phiêu phiêu đáp xuống mặt hồ, rơi trên thân thể thú nhân giữa hồ nước, cảnh tượng thật là đẹp. Thư Thư có cảm giác mình nhẹ bẩn như cánh hoa đậu trên người y, bật thốt lên, thật là đẹp. Nơi này đúng thật giống như tiên cảnh ở nhân gian. Còn nữa, điện ảnh thật là vi diệu, cậu không cần phải ao ước được xem 3D ở trái đất nữa rồi. Thư Thư ở đó xem cảnh sắc, nhưng Ada có chút khó chịu. Chuyện gì thế này, sao trong phim lại có cảnh á thú nhân đang tắm rửa?
À, thú nhân này không thích thú nhân tới làm phiền, tỏ vẻ không hứng thú với tên kia. Ada quay sang nhìn Thư Thư chằm chằm không rời mắt, kiên quyết không xem phim có thú nhân đang tắm. Rạp chiếu phim gia đình này, người xem phim có thể nói chuyện với nhau mà. Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì? Thư Thư khó hiểu. Y không đẹp bằng em, Ada nghiêm túc nói. Phải vậy không? Thư Thư ưỡn ngực tiếp tục xem phim. Á thú nhân kia tắm xong đứng dậy tới hồ nước, lộ ra đường cong cơ thể tuyệt đẹp. Dốc người của người này cũng thật đẹp đấy, bụng mình thì thịt vù vù, không có tới nỗi eo thô, nhưng tuyệt đối không có dụ người được như thế. Thư Thư cảm thán một câu, cũng chả buồn thúc giục Ada đi xem phim. Đồ đệ cậu mà phát hiện có người tốt hơn cậu, vậy không hay lắm đâu. Nhắc mới nhớ, đồ đệ hình như nhìn mình khỏa thân hơi bị nhiều lần. Thư Thư tiếp tục xem, sau đó cậu thấy một con sói đi ra từ dưới tàn cây bên hồ. Nội dung phim bắt đầu rồi, con sói này không phải muốn ăn á thú nhân kia chứ? Tiếp đó không có tình tiết anh hùng của mỹ nhân đó chứ? Hai mắt Thư Thư tỏa sáng, xem đến là vui vẻ, hóa ra là giả hết sao? Tiểu á thú nhân vui vẻ khiến Ada cảm thấy khó xử. Bộ phim này có tiếng bọt nước, hẳn là có cảnh phi lễ chớ nhìn đây mà. Thư Thư sợ hãi nhìn con sói kia biến thành người, còn cả người trần trụi nha. Dốc dáng người này so với người trong hồ còn tốt hơn. Từng khối cơ bụng khiến cậu muốn sờ một cái. Nhìn bên dưới nữa, cậu ghét mấy kẻ hùng tráng này ghê. Ada, cứ tiếp tục ngắm tôi đi, đừng xem phim nữa. Thư Thư nói với đồ đệ, nhìn cái dáng dốc của người này còn đẹp hơn nữa, vẫn là không nên để đồ đệ thấy cho chắc. Tiểu thú nhân đang ghen, Ada không khỏi vui sướng. Lúc này, thú nhân hình sói trong phim đã nhảy vào hồ nước, sau đó ôm lấy á thú nhân trong hồ kia, bọn họ hôn môi. Tiếp đến, thú nhân còn ôm á thú nhân lên bờ. Ở đây đúng là phóng khoáng thật, phim ảnh thế này mà không bị cấm, còn cho xem tại nhà nữa chứ. Thư Thư kính nể tột cùng. Trên trái đất, chủ nhân muốn xem phim này phải vượt rào luôn đó. Thư Thư đang xem nghiêm túc, muốn quan sát xem thú nhân và thú nhân thì phải làm như thế nào. Đúng lúc đó, Ada cuối cùng cũng cảm thấy có điều bất thường. Vì sao hắn đột nhiên nghe thấy âm thanh rên rỉ? Hắn ngoảnh lại, vừa vặn thấy bộ phim kia đi vào điểm chính yếu. Hóa ra, phim này là thể loại này, tiểu thú nhân lại xem cái này. Ada không kịp nghĩ xem bộ phim hay ở chỗ nào, sốt ruột biến về hình thú, dùng đuôi đập tới. Rạp chiếc phim gia đình nào xứng đáng để một thú nhân chính sao đập một cái đây? Hết thảy hình ảnh trong nháy mắt đều biến mất. Lúc trước Thư Thư chỉ còn đạp một cái rạp chiếc phim mini nát tan tành. Anh làm gì vậy? Thư Thư tức giận nhìn Ada, còn một chút nữa thì xem được khúc quan trọng rồi, loại phim này không thể xem được. Ada nói, tại sao? Thư Thư cao mày, đây không phải chỉ là chuyện bình thường thôi sao, có gì xấu đâu. Cậu cũng đã từng coi rất nhiều động vật giao phối rồi, rắn với rắn cũng không ít đâu nha. Hai con còn quấn quýt lấy nhau, cũng đâu có gì đáng sợ lắm. Em còn nhỏ, không xem được. Ada mặt nhìn vô cảm, thật ra đầu đã nóng sắp bốc hơi. Tiểu thú nhân lại xem phải thể loại phim kia. Ada thoạt nhìn khá hung dữ, tuy Thư Thư còn chưa phục nhưng cũng không dám phản đối, đồng thời thầm thở dài. Đồ đệ cậu còn nghe thơ quá, thế này thì kiếm đối tượng khó lắm đây. Thôi, để ta dẫn em đi ăn, phi thuyền này có đầu bếp mới làm rất nhiều món ngon. Ada nỗ lực dời sự chú ý của Thư Thư. Thư Thư lập tức quên mất chuyện không vui mới nãy. Cậu không phải quá yêu thích hai nam nhân kia, đồ ăn tương đối quan trọng hơn. Ada dẫn Thư Thư tới phòng ăn để John cùng cậu ăn cơm trưa, còn bản thân thì xuống kho hàng kiểm tra xem xét. Trong trai Ada lại có ba phi thuyền, nhưng không dám nhốt đám tinh đạo kia trên phi thuyền khác, tránh cho bọn chúng giở trò cướp thuyền rồi bỏ chạy. Cuối cùng đem nhốt tất cả đám tinh đạo xuống kho hàng phi thuyền này. Đám tinh đạo kia bị tước hết vũ khí, chỉ còn mặc quần áo đơn bạc được phát cho. Tuy trên người không giấu thứ gì, nhưng dưới sự canh coi nghiêm ngặt của bọn họ, muốn chạy trốn cũng e là cả một cái vấn đề. Ada xuống lầu, nhìn thấy đám Jesse đang canh gác ở cửa kho hàng.
Bọn họ trấn giữ ở đây, dùng camera theo dõi ở tình hình bên trong, người ở trong đó làm gì họ đều thấy hết. Điện hạ, thấy Eda lại gần, bọn họ chào một tiếng. Các ngươi cực khổ rồi. Eda gật đầu với bọn họ, đẩy cửa đi vào. Đám tinh đạo bị Eda bắt được vô cùng phiền muộn, cũng rất phẫn nộ, không sao ngờ tới được đột nhiên bị bắt làm tù nhân. Đám Kham thì bình thường, vốn thực lực kém cỏi, bị bắt dù bất mãn cũng thấy quả diệm, cũng bị bắt liền thấy chuyện mình bị bắt thì không có hề vấn đề gì. Nhưng bên quả diệm thì vẫn còn chưa chấp nhận nổi thực tế phủ phàng trước mắt. Chúng ta chưa kịp giao chiến đã thất bại, đời này ta chưa gặp chuyện gì xui xẻo đến mức này. Eda kia rốt cuộc là chạy tới buôn lái khi nào? Hệ thống phòng ngự lần trước tốn bao nhiêu tiền, chẳng lẽ là giả? Bằng không, sao Eda vào dễ dàng như vậy được? Quả diệm tinh đạo nghị luận sôi nổi, nếu không phải trung đoàn trưởng thật sự có thực lực mạnh mẽ, tạo được ảnh hưởng lớn, bọn họ phỏng chừng có thể không nhịn được mà đi chất vấn. Vì sao lại bị bắt dễ dàng như vậy, còn đầu hàng như vậy? Cũng như muốn bắt bọn chúng làm tù binh thì phải đại chiến một trận đi. Bọn chúng không mở miệng chất vấn, nhưng đều là những kẻ không biết che đậy cảm xúc. Trung đoàn trưởng là một người thông minh, đâu thể nào mà không thấy được. Đoán ra được suy nghĩ của bọn thuộc hạ, hắn lập tức mặt đen thù lùi. Đương nhiên không ngờ là lại bị tóm. Hắn tự nhận là biện pháp phòng ngừa cũng đã làm tốt, thực lực bản thân cũng lại mạnh. Nhưng Eda lại yên lặng không tiếng động tiến bên cạnh hắn, sau đó dùng tư thế xét đánh, không kịp phòng bị mà một lưới bắt gọn bọn chúng. Lúc đó hắn không té xỉu chứ, dù bị tóm, nhưng người này muốn đánh tinh đạo, nghe lời cũng không dễ. Dù sao phi thiền bọn họ muốn khống chế cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng có khi người này đã làm xong việc ấy từ lâu rồi. Mãi tới tận bây giờ, hắn còn nhớ người kia đã dùng gương mặt vô cảm nói một câu, làm cho hắn hận không thể chém y ra hàng trăm mảnh. Đối với các ngươi thì chiêu đó gọi là kỹ thuật cao siêu, nhưng đặt trong quân đội, chỉ e mỗi người đều chuẩn bị một kỹ năng nữa mới đủ. Chuẩn bị kỹ năng cái khỉ khô. Hệ thống phòng ngự có giá mua cao về không phát huy được tác dụng, dù hắn có kỹ thuật thì đi chăng nữa cũng vô ích. Vị trung đoàn trưởng của tinh đạo hiện giờ đã hận chết Eda rồi. Đám tinh đạo kia không khác hắn là bao, trên người đều là có án treo. Bị bắt rồi hẳn là không thể trở lại làm dân thường của đế quốc, có lẽ sẽ bị đi lính ở những cái tinh cầu xa xôi có khoáng sản, sau đó cả đời không cách nào rời đi được. Đế quốc thú nhân hiện tại vẫn còn hình phạt xử tử, nhưng người bị án tử thì không nhiều. Thú nhân phạm tội xong, hình phạt đều giống nhau, là mang theo thiết bị chuyên dụng tới tinh cầu khoáng sản khai mỏ. Còn á thú nhân thì ngồi tù, làm tinh đạo dù nhiều bất tiện, nhưng so với việc bị đưa đi đào mỏ thì vẫn tốt hơn. Những người này tự biết bụng đầy oán hận với Eda. Eda vừa lúc này tới, hoàng thái tử điện hạ. Mấy kẻ này vẻ mặt quái dị nhìn Eda, không hiểu sao hắn lại một thân một mình tới đây. Eda lạnh lùng nhìn qua, đánh một trận không? Những kẻ này dám tàn trữ thể loại phim đòi trị trong phòng chiếu, để tiểu á thú nhân nhìn thấy thân thể của thú nhân khác, quả thật không thể nhẫn nhịn được mà. Còn nữa, chỉ cần nghĩ tới là hình ảnh vừa nãy và cả âm thanh rên rỉ kia lại nhìn ngắm tiểu á thú nhân, Eda liền cảm thấy cả người như một ngọn lửa hừng hực bốc lên. Hắn đang cấp thiết muốn phát tiết một đống tinh lực đây này. Ngoài ra, hắn cũng muốn biết cái vận dụng thần thuật, cái sức mạnh của mình. Bây giờ lấy mấy kẻ này ra luyện tập một chút cũng có lợi cho cơ thể. Đánh nhau, đám tinh đạo kia mắt sáng lên nhìn Eda. Chính hắn đã cướp ngược lại bọn chúng đều đang muốn đánh với hắn một trận đây. Đánh thế nào? Trung đoàn trưởng quả diệm hỏi. Các ngươi cùng xông lên đi. Eda đáp, đám tinh đạo mạnh nhất cũng chỉ có trung đoàn trưởng kia, thú nhân hình voi thôi, thật không yên tâm nổi mà. Hơn nữa, cả đám cùng xông lên thì cũng chỉ đủ đẩy hắn vài cái mà thôi, kỳ thực không lo lắng lắm. Thái tử điện hạ quá tự tin rồi, phải không? Trung đoàn trưởng tinh đạo cười lạnh một tiếng, sau đó không hề báo trước biến thành hình thú mà phóng tới vồ lấy Eda. Trước đó hắn bị tóm vì chưa kịp biến về hình thú, nhưng lần này hắn muốn ra tay kìm chặt đối thủ trước. Có trung đoàn trưởng dẫn đầu, những kẻ khác cũng dồn dập biến về hình thú, phóng về phía Eda. Bọn chúng vốn là một đám người liều mạng, hiện tại đã có cơ hội, chi bằng đánh cho hoàng thái tử một trận cho bỏ tức đi.
Những kẻ này dùng hình thú công kích Ada thì không, trái lại dùng chính thân thể mình nghiêm tiếp. Kể từ lần đầu biến lại thành người, đây là lần đầu tiên hắn tràn đầy vui sướng mà tiến hành chiến đấu. Thân thể bị sét đánh tới 36 lần cũng vô cùng cứng cáp, linh lực trong người lại giúp hắn không biết mệt mỏi. Tuy rằng bị rất nhiều người vây đánh, nhưng hắn không rơi xuống cái điểm hạ phong chút nào. Trung đoàn trưởng quả diệm dùng hình thú voi lớn với đôi ngà sắc nhọn vẫn không thể nào đâm thủng da thịt của Ada, đã vậy còn bị Ada tóm lấy quăng ra ngoài. Y là một thú nhân 7 sao, còn vậy những kẻ khác thì thảm khỏi cần nói. Tinh đạo đầy một bụng tức, há to mồm muốn cắn chặt Ada, cuối cùng đều bị đánh suýt chút nữa gãy cái răng ra ngoài. Điện hạ, quá lợi hại đi. Đám JC luôn ở bên ngoài quan sát camera theo dõi, thấy cảnh này đều trợn mắt nhìn. Thái tử điện hạ còn chưa biến về hình thú đã đánh bại rất là nhiều người như vậy, thật là lợi hại. Sau này, điện hạ mãi mãi là thần tượng của ta, CK kích động kêu lên. JC sờ sờ cổ mình, lại mừng vì điện hạ không có thù dai. Đúng rồi, sao điện hạ lại đột nhiên chiến đấu với đám tinh đạo này nhỉ? Có người không hiểu hỏi, nghe nói điện hạ vừa nổi giận, đập nát cái phòng chiếu phim, có liên quan không vậy? Lại có người hỏi. Quân nhân bọn họ trên cùng phi thuyền có thể dùng máy truyền tin liên lạc với nhau. JC hỏi thăm hảo hữu tuần tra tên tầng thượng, rất nhanh liền biết được đáp án. Phòng chiếu phim bị đập nát xong, có người tiến vào thấy bên trong đang chiếu bộ phim tựa sát bên nhau trong gió xuân. Gió xuân, cái bộ phim người thật đóng, diễn viên Duy Mỹ đó à? Chính là bộ phim đó đó, á thú nhân trong đó là diễn viên ta yêu thích nhất. Toàn tinh tế không có mấy bộ phim có do người thật đóng đâu, đây là bộ phim hay nhất rồi đó. Phim này rất nổi tiếng, chẳng lẽ điện hạ không biết, sau đó đưa á thú nhân đi xem. Đột nhiên có người hỏi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, người đang nói thì vội vã nhìn che miệng, loại phim này bọn họ lén lút xem thì không sao, nếu để tiểu á thú nhân biết bọn họ xem với á thú nhân khác, nhất định sẽ nổi giận lôi đình cho mà xem. Hơn nữa nhìn bộ dáng điện hạ với á thú nhân kia, điện hạ rõ ràng còn chưa có đắc thủ, giờ mà mang á thú nhân đi xem cái thể loại phim này, á thú nhân không giận mới là lạ đó. Xem ra điện hạ theo đuổi người yêu thất bại, tới đây phát tiết đây mà. Nhưng thú thật, điện hạ cũng thật lợi hại đi, bọn họ đều mới vào nghề, còn điện hạ đã ngang với thánh chiến rồi. Chờ điện hạ đánh xong, chúng ta phải chấn chỉnh lại bản thân, mọi người đều phải rèn luyện thật chăm chỉ, JC nói, sau đó mọi người đều tán thành. Ada bỏ ra 3-4 tiếng, 5-600 tinh đạo đã bị đánh gục. Mà cũng không phải, trong số đó kỳ thực cũng không phải hắn đánh gục. Tỷ như Kham, cái tên này vừa mới tới làm tù binh mấy ngày, còn chưa chờ Ada tới gần, đã chủ động gục xuống. Ada còn chưa hề nhấc chân lên đá một cái trận sảng khoái thì liền bỏ qua hắn. Đánh xong một trận, Ada tinh thần sảng khoái, cũng hiểu rõ tinh lực như thế nào. Hắn vận chuyển linh lực tựa như chữa khỏi vài vết thương trầy trên người, sau đó ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Mau tới ăn cơm tối đi, hắn còn phải bò Thư Thư đi ăn cơm nữa. Phía sau Ada, trung đoàn trưởng quả diệm không nhịn được mắng một tiếng, mà bên cạnh hắn, đoàn tinh đạo đều bưng bộ mặt sưng húp ứ máu nói, trung đoàn trưởng, cuối cùng ta đã hiểu vì sao tên Ada này dễ dàng bắt được các người như vậy rồi. Trung đoàn trưởng quả diệm từ voi lớn biến thành người, mặt mày tối sậm nằm bất động ở trong góc. Sỉ nhục này tuyệt đối là sỉ nhục, bọn họ nhiều người như vậy chọi một mà vẫn bị đánh thua. Cùng lúc đó Ada đã tìm được Thư Thư cùng cậu ăn cơm, thuận tiện một lần ăn hết mấy cân đồ ăn. Ăn một bữa nhiều như vậy, tích thịt toàn là thân, thịt mình chắc chỉ đủ cho hắn ăn một bữa thôi, Thư Thư nghĩ vậy. Đột nhiên thấy không đúng, sao cậu lại nghĩ tới cái chuyện đáng sợ như vậy chứ? Ba phi thuyền vẫn trải chuyến về thủ đô Tinh, theo lộ trình vạch sẵn không gặp phải phi thuyền khác, dù tình cờ gặp cũng tránh khỏi từ xa. Ngày thứ hai, Ada lại tìm đến đám tinh đạo trong kho hàng, lần thứ hai cùng đánh với bọn chúng một trận như luyện tập. Lần này số tinh đạo chủ động nằm sắp xuống, không muốn bị hắn đánh càng ngày càng nhiều. Ngày thứ ba, hắn rời khỏi. Chờ Ada đi rồi, bọn tinh đạo nhiệt thiệt tình khóc không ra nước mắt. Ta đột nhiên hy vọng bọn họ có thể đưa ta tới tinh cầu khoáng sản.
Tới đó rồi, có phải chúng ta sẽ không cần ăn đập thay cơm không? Có người lại nói, bọn chúng thở dài phiền muộn, nếu Eda mà còn tới nữa, bọn chúng tin là hắn sẽ tiếp tục động thủ cho mà xem. Tên gia hỏa kia mặt nhìn không ra cảm xúc, mà cho đến bây giờ hình thú cũng không thèm lộ ra, đúng là khinh người quá đáng mà. Eda càng lúc càng quen thuộc với linh lực trong cơ thể mình. Còn tướng quân Levan được hoàng đế phái đi đón Eda cũng đã sắp vội đến chết. Hắn nhận được mệnh lệnh xong, lập tức không quản ngày đêm, một đường thẳng tới Thiêm Tư. Kết quả lại được báo là hoàng thái tử điện hạ đã cưỡi một cái con thuyền vận chuyển hàng hóa để trở về rồi. Hắn chỉ có thể dọc đường, vừa đi vừa tìm kiếm cái con đường tạo nghiệt mà hoàng thái tử đã đang cởi đi kia. Hắn cũng không phải là cứ tự thân vận động đi tìm, mà là phái quân đi theo dõi các trạm trinh sát. Tin tức truyền về nói là tìm được phi thuyền của hoàng thái tử. Đúng là tin đáng mừng, nhưng nếu thành phi thuyền vận chuyển đó bị hai phi thuyền tinh đạo kẹp lấy thì thật là tiêu rồi. Các nơi nói thuyền của thái tử điện hạ bị bắt sống. Tướng quân Lê Va đen mặt. Hẳn là vậy không sai, người ở trạm trinh sát nói. Trong đó có một là của quả diệm tinh đạo, trung đoàn trưởng phe đó là thú nhân 7 sao. Thù hạ cũng nhiều cường giả, quan trọng nhất là bọn họ có trang bị nhiều vũ khí, thuyền vận chuyển chắc chắn không nổi. Mau, mau mở hết tốc lực, chúng ta phải đi cứu viện điện hạ. Lê Va lập tức nói, hoàng thái tử điện hạ tuy rằng rất mạnh, nhưng binh sĩ mang theo thì quá yếu, phi thuyền cũ nát thì được bao nhiêu vũ khí chứ? Hắn phải nhanh chóng đi cứu hoàng thái tử trở về. Vì vậy, khi Eda vừa đánh xong với đám tinh đạo, thì định tắm rửa nghỉ ngơi. Nghe thuộc hạ báo lại, ba phi thuyền của bọn họ đã bị rất nhiều chiếm hạn bao vây. Điện hạ, bên kia gửi thư tới, ngài có muốn thông không? Trong buồng lái có người hỏi, chuyển qua đây. Eda đáp, những phi thuyền kia đều có đánh số, hẳn là của tướng quân Lê Va. Tin truyền tới nhanh chóng, thông qua hình ảnh tướng quân Lê Va xuất hiện ngay trước mắt Eda. Quả diệm tinh đạo, các ngươi... điện hạ. Lê Va đã thấy rõ Eda. Tướng quân Lê Va. Eda gật đầu với đối phương.